Hiện tượng chuột rút trong thời kỳ đầu của quá trình mang thai là một hiện tượng tương đối phổ biến. Nhiều bà bầu thường xuyên bị chuột rút ở chân sau khi ngồi một chỗ quá lâu hoặc bị chuột rút bắp chân khi ngủ. Bạn có thể không hoàn toàn ngăn ngừa chuột rút bắp chân, nhưng một số giải pháp sau đây có thể giúp bạn đỡ bị đau nhức và cảm thấy thoải mái hơn. 1. Duy trì cân nặng hợp lý. Nếu mẹ bầu tăng cân khỏe mạnh, không những bé sẽ phát triển tốt mà mẹ cũng giảm thiểu nguy cơ bị chuột rút bắp chân. Để biết cân nặng hợp lý trong thai kỳ của mình, bạn có thể dựa vào chỉ số BMI của cơ thể trước khi mang thai. Mục tiêu tăng cân khi mang thai ở giới hạn hợp lý sẽ giúp bạn có thể xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện lành mạnh hơn. 2. Tập thể dục thường xuyên. Bà bầu cực kỳ lưu ý không nên ngồi lâu hoặc đứng một chỗ quá lâu vì như thế sẽ khiến bà bầu tăng nguy cơ bị chuột rút. Thay vào đó, bà bầu nên vận động nhẹ nhàng 10 đến 20 phút giữa giờ làm việc, đi dạo quanh nhà vào sáng sớm và buổi tối. Luyện tập không chỉ giúp bà bầu thư giãn thoải mái, giảm căng thẳng đau đầu mà còn giúp cải thiện tình trạng chuột rút rõ rệt. 3. Bổ sung các dinh dưỡng thiết yếu. Cách trị chuột rút cho bà bầu có thể chỉ đơn giản là bổ sung thêm canxi từ thức ăn hàng ngày hoặc sản phẩm chức năng theo chỉ định của bác sĩ. Cùng với sắt và axit folic, canxi là một trong những thành phần thiết yếu trong chế độ dinh dưỡng cho bà bầu. Phụ nữ mang thai cần bổ sung 1.000mg canxi một ngày hoặc nhiều hơn nếu bị thiếu chất. Mẹ bầu có thể bổ sung vào thực đơn các loại thực phẩm giàu canxi sau đây: phô mai, sữa chua, sữa tươi, sữa bầu, các loại hải sản như là cá, tôm, cua, ghẹ, rau có màu xanh thẫm như là cải bó xôi, cải xoăn. 4. Xoa bóp chân nhẹ nhàng. Sau cả ngày làm việc, bà bầu hãy dành thời gian thư giãn cho bản thân. Đôi khi chỉ là 20 phút massage cho bàn chân cũng làm cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn gì tuyệt vời hơn nếu việc này được ông xã đảm nhận, massage từ đùi đến bắp chân rồi đến mắt cá chân, ngón chân không những giúp lưu thông máu tốt hơn mà còn giúp bà bầu giảm chuột rút ở chân hiệu quả. 5. Kê chân khi ngồi hoặc nằm. Để một chiếc ghế nhỏ dưới chân khi làm việc cũng như kê chân lên gối khi ngủ cũng là giải pháp rất tốt cho bà bầu bị chuột rút. Kê chân giúp máu lưu thông tốt hơn, không những giảm phù mà còn giảm được cả chuột rút. Bà bầu bị chuột rút hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu quả của các bí kíp này. Tuy nhiên, bà bầu cũng cần lưu ý những thay đổi của bản thân như chuột rút kèm theo các dấu hiệu khác như là đau bụng dữ dội hoặc chảy máu âm đạo. Khi đó bà bầu cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được tư vấn và điều trị. Cùng với các cách trị chuột rút bắp chân ở bà bầu, bạn cũng nên lưu ý lựa chọn quần áo và giày dép thoải mái để máu lưu thông dễ dàng hơn. Ban ngày đi làm, bạn không nên ngồi bắt chéo chân. Nếu bạn bị chuột rút, hãy duỗi thẳng chân, đưa gót chân ra phía trước và ngọ nguậy các ngón chân. Bạn có thể nhờ chồng nhẹ nhàng xoa bóp chân để thư giãn. Những cách trị chuột rút bắp chân có thể chỉ giúp bạn cải thiện cơn đau và giảm thiểu mức độ lặp lại chứ không ngăn ngừa dứt điểm. Tuy nhiên, đây cũng là những bí quyết đơn giản giúp mẹ bầu đỡ mệt mỏi và thoải mái hơn đấy.